những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Phi Thanh Vân, tôi đã phá sản 2 lần thi nhan sắc 3 lần thất bại. Sau khi hứng trọn cú sốc với màn diễn thuyết tại Sắc Tăng, Phi Thanh Vân lại gây chú ý khi lên tiếng thừa nhận từng phá sản 2 lần thì nhan sắc trượt 3 lần. Sau ồn ào đi tham dự chương trình Thương vụ Bạc Tỷ, Phi Thanh Vân nhận về hàng loạt gạch đá với lối nói chuyện dài dòng khó hiểu và điệu chảy nước. Khi trình bày về dự án của mình, dù sau đó có được sự hỗ trợ thuyết trình của một người bạn nhưng vẫn chưa đủ để các cá mập bỏ vốn đầu tư. Mới đây, để đáp lời những fan cũng như anti-fan, Phi Thanh Vân lên tiếng chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham dự Sắc Tăng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Từng phá sản 2 lần thì nhan sắc cũng 3 lần thất bại. Phi Thanh Vân thừa nhận qua Thương vụ Bạc Tỷ, cô đã nhận được chút vốn liếng kiến thức kha khá, đồng thời cho rằng bản thân có một giá trị nho nhỏ gửi tặng các bạn trẻ đang khởi nghiệp rằng nếu có thất bại thì cũng đừng bỏ cuộc. Đặc biệt, cô lấy chính kinh nghiệm xương máu của mình ra để làm ví dụ và chính thức công bố mình từng bị phá sản 2 lần cũng như thi nhan sắc cũng 3 lần thất bại. Cụ thể, cô chia sẻ, tôi ngồi ở đây như thế này để có một thần thái thế này là đã thất thần, gãy gánh 4-5 lần mới thành công, đi thi những cuộc thi nhan sắc cũng 3 lần thất bại, phá sản 2 lần. Nhưng tôi không bao giờ ngừng lại vì chấp nhận thất bại là chấp nhận tụt hậu, chấp nhận chết, chấp nhận nghèo và chấp nhận đứng dưới người ta. Phi Thanh Vân vẫn lối nói chuyện uốn miệng chậm rãi, kể về hành trình khởi nghiệp và thất bại của mình. Được biết, Phi Thanh Vân bắt đầu tham gia đóng phim từ 9 tuổi, đến nay cô đã 39 tuổi, nên tính ra, nữ diễn viên cô gái xấu xí đã vào nghề được 30 năm. Trong buổi chia sẻ này, Phi Thanh Vân cũng đồng thời tâm sự về khoảng thời gian khởi nghiệp sớm của mình, rằng ngay từ năm 20 tuổi, chị đã mở quán cà phê rồi nhà hàng, quán nhậu. Mãi sau này, mới mở một công ty về mỹ phẩm và giáo dục tại Hà Nội. Có lẽ bề dày và đam mê khởi nghiệp như vậy, nên người đẹp mới quyết định tìm hướng đi mới tại Thương vụ Bạc Tỷ. Phi Thanh Vân phải ra về tay trắng khi không lấy được sự đầu tư của các cá mập trong Thương vụ Bạc Tỷ. Phi Thanh Vân ngầm thừa nhận tham gia Sắc Tăng để gây chú ý. Xuất hiện trong chương trình mang tính nghiêm túc, chuyên môn cao, nhưng phong thái của nữ diễn viên lập tức bị nhiều khán giả cho rằng thiếu chuyên nghiệp, đồng thời tự hỏi, chị đến đây để làm gì? Nhiều người cho rằng mục đích chính của Phi Thanh Vân đến Thương vụ Bạc Tỷ để đánh bóng tên tuổi bản thân và công ty mới thành lập. Trả lời vấn đề này, người đẹp thẳng thắn đáp trả, đúng, tôi đến chương trình vì công ty, vì bản thân mình. Mọi người bàn luận đánh giá thế nào về tôi cũng không ý kiến gì. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành lời khen không ngớt đến nhận sắc của chương trình. Cô cho rằng những lời nói của các vị cá mập là vàng là ngọc. Dù có bỏ ra 100 tỷ, 1000 tỷ cũng chưa chắc đã được cả 5 người quyền lực này truyền đạt kinh nghiệm trong cùng một lúc như vậy. Đồng thời, Phi Thanh Vân cũng gửi lời cảm ơn vì qua đó đã lĩnh hội được quá nhiều giá trị. Tuy màn khởi nghiệp với Sắc Tăng thất bại nhưng xem ra cô nàng diễn viên Phi Thanh Vân thật sự cũng đã lĩnh hội được nhiều thứ, kể cả tiêu cực lẫn tích cực. Mong rằng với bề dày kinh nghiệm của mình, trong thời gian sớm nhất, người đẹp này sẽ không phải chịu nhiều tai tiếng nữa.